Vào thời điểm này, ở vùng trũng thị xã Ngã Năm của tỉnh Sóc Trăng, nước ngập tràn trên những cánh đồng. À, tận dụng lúc nông nhàn, người dân mưu sinh với nghề khai thác thủy sản tự nhiên, cho trong đó có hình thức đẩy côn đánh bắt cá. Những hình ảnh sau đây giờ được chương trình ghi nhận. Mùa nước nổi cũng là lúc người dân tất bật mưu sinh với những công việc đánh bắt thủy sản. Ở vùng trũng thị xã Ngã Năm, những ngày này, nước ngập tràn trên những cánh đồng đã cắt lúa. Người dân bắt đầu mưu sinh với nghề đánh bắt cá đồng như dăng lưới, cắm câu. Trong đó, công việc đẩy côn bắt cá được xem là kiếm được thu nhập khá nhất. Ở xã Vĩnh Quế, nơi được xem là dùng trũng của thị xã Ngã Năm, có khoảng vài chục hộ mưu sinh mùa nước nổi từ nghề đẩy côn. Anh Quách Thành Sơn ở ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Quế đã làm nghề đẩy côn gần chục năm nay. Năm nào cũng vậy, khi đến mùa nước nổi là anh ra đồng để đẩy côn từ sáng sớm cho đến chiều mới về. Ngày cũng ba bốn ký cá vậy. à ngày chúng ngày thất cũng ba bốn trăm ngàn và trung bình thì trăm rưỡi hai trăm ngàn vậy giờ nhà không có lo gì làm đâu mình ở quê mà kiếm ít đỉnh vui dẫu công việc mưu sinh có vất vả nhưng với nhiều người dân ở đây mùa nước nổi đã mang đến nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống giải quyết được bài toán việc làm trong lúc nông nhàn